năm loại đồ uống giúp làm sạch mỡ máu một cách tự nhiên nhất là nước ép cà chua thì nước ép từ cà chua là một cái lựa chọn tuyệt vời cho những người mà có vấn đề mỡ máu cao bởi vì nó cung cấp nhiều những cái chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe tim mạch lycopene một hợp chất mà chống oxy hóa mạnh mẽ và là thành phần quan trọng của cà chua nó đóng vai trò quan trọng trong việc giảm mức cholesterol máu xấu và cải thiện sự cân bằng cái lượng lipid trong cơ thể khi bạn thưởng thức nước ép cà chua, thì lượng lycopene này sẽ nhanh chóng được hấp thụ vào cơ thể, giúp giảm sự tích tụ của cái cholesterol máu xấu như LDL trong những cái mạch máu. Và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cái việc bổ sung lycopene qua nước ép cà chua có thể làm tăng mức HDL hay cholesterol máu tốt, góp phần bảo vệ và làm sạch mạch máu, giảm nguy cơ mắc những cái bệnh lý về tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ thứ hai đó chính là nước ép lê thì lê là một loại trái cây mà nó rất là giàu chất xơ đặc biệt là những cái betting đây là một loại chất xơ có khả năng giúp giảm mức cholesterol máu xấu LDL trong máu và những cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng betting có trong lê nó tương tác với cholesterol trong ruột và hạn chế sự hấp thụ cũng giống như là giúp đưa cholesterol ra khỏi cơ thể thông qua cái hệ tiêu hóa. À, điều này nó làm giảm tổng lượng cholesterol hấp thụ vào máu nè và giúp cho giảm nguy cơ mắc bệnh những cái bệnh lý về tắc nghẽn mạch máu hoặc là những cái bệnh lý về tim mạch. Thứ ba đó là trà xanh thì uh, trà xanh nó rất là nổi tiếng vì chứa nhiều catechin là một loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp hỗ trợ hiệu quả trong cái việc giảm mức cholesterol máu xấu và cái uh, tổng cái lượng cholesterol vào cơ thể ngoài trà xanh uh, thì còn những cái loại trà khác như trà đen thì cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe giảm cholesterol máu xấu cũng giống như là thấm được những cái uh, tổng cái lượng cholesterol trong cơ thể tuy nhiên cái hiệu quả của trà đen thì thường nó sẽ thấp hơn trà xanh thứ tư đó là sữa đậu nành đậu nành có ít chất béo bão hòa và là một trong những nguồn thực phẩm hiệu quả trong cái việc kiểm soát mức cholesterol đối với những người có nguy cơ cao về bệnh mỡ máu thay thế sữa chứa nhiều chất béo bằng sữa đậu nành hoặc là những cái sữa tươi không đường có thể giúp hạ hoặc là kiểm soát mức cholesterol trong cơ thể thì theo hiệp hội quản lý thực phẩm và dược phẩm hoa kỳ á thì cái lượng protein từ đậu nành nên cung cấp khoảng 25g mỗi ngày tương đương với khoảng 250ml sữa đậu nành kết hợp với cái chế độ ăn ít chất béo bão hòa có thể giúp giảm mức cholesterol xấu xuống khoảng 5 tới 6 phần trăm và cái cuối cùng cái thứ năm đó là nước ép lụ thì nước ép từ quả lụ là một cái thành phần mà nó có chứa lượng lớn chất chống oxy hóa đặc biệt là polyphenol bước trội hơn so nhiều với loại trái cây khác và các chất chống oxy hóa có trong nước lựu có khả năng ngăn chặn hoặc là làm chậm quá trình tích tụ cái cholesterol trong lòng mạch nè đặc biệt là đối với những người có nguy cơ cao mắc bệnh lý tim mạch á thì cái việc sử dụng nước ép lựu nó sẽ cải thiện đáng kể sự lưu thông mạch máu và duy trì sự linh hoạt cũng giống như là độ mềm mại của lòng mạch hơn nữa nước ép lựu có thể ngăn chặn cái quá trình triển khai hoặc là phát triển những cái mảng bám và sự tích tụ của cholesterol ở thành động mạch của chúng ta. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé.